lực của em nó nha. Carry 93061TS, 5 mét mấy ngang, trái độn chà bá gì đó. Cabin 2 tầng à. Cổng này không có cao nha. Này chỉ cỡ 5m4, 5m6. Chiếc viên cọc đó qua mặt luôn rồi, qua mặt cái tàu lực này luôn rồi. Ra ngoài trình trạm biên phòng sớm, chạy sớm. Dài khoảng 20 mét đổ lại nha, tàu đực này. Tàu cái nha, xuất hiện nữa rồi nha. Ồ, 8 mét mấy ngang. Cái này cỡ 6 mét mốt nha quý vị. 6 mét mốt trở lại nha. Tàu cái. Ở phía sau tàu đực nha. Một măng neo. Ồ, xa với cô ro. Sàn khô 4 chân. Sàn khô này mới sơn lại nha, chắc mới làm luôn quá. Mới chát. Cabin 3 tầng nha. Có xài năng lượng mặt trời nữa. Bộ trâu giữa để bên ngoài. Dài 25-26m nha quý vị. Tàu đực này cẩu 3 chân, 5 mét mấy ngang. Xài xa đôi. Ben thủy lực. Sàn khô 6 chân. Dài 20 mét đổ lại nha. Cái chiếc đằng đó tàu đực đó nãy giờ nó bị cái gì á, nằm đó luôn rồi đó. Chưa chạy nữa. Tàu đực nha. 5 mét mấy bề ngang. Thế lực cabin 2 tầng rưỡi. Mẫu này đầy cũ rồi nghe quý vị. Carre 1926BTS. Xa đôi. Wow, xuất hiện nữa rồi, xuất hiện nữa rồi. Chiếc này tàu cái nha. Tàu cái. Phía sau tàu cái luôn nha. Giờ manh túa ra đó. Carre 95048TS. Ở phía sau là chiếc thu mua. Tôi mua kim tàu tải. Cabin 3 tầng. Rồi chiếc này 6m1 đổ lại nha. Xa đơn nha, xa đơn với cô vô. Dài khoảng 24-25 mét nha.
thùng, con thùng cuốn cáp inox, nắp trên là inox nha, 2,5 tầng. Rồi dài khoảng 21m đổ lại nha. Wow, xuất hiện nữa rồi. Dáng em này đẹp. Tàu cái. Còn má sợi vuông nha mấy em này. Bảng số hơi mờ. Phía sau tàu đực nha. Carré 94502TS. Sàn khô 4 chân. Cabin 3 tầng. Em này cũng cỡ 6m1, 6m2 nha quý vị. Mắng neo xa đơn với Kuro, xa năng lượng mặt trời. Trung đoàn hay gì đây, 2 mắng neo nữa, xa ben thủy lực nha, cabin 3 tầng, 2,5 tầng đó, máy của bên K38 nha quý vị. Khoảng 22m đổ lại. Tàu cái. Khẩu cao nha. Mới sơn lại phần thân nha. Em này về ngang 6m mấy nha quý vị. Chiếc này ghe cầu chiếc nha. Lái chiếc. Lái chiếc đó. Nó bể dưới đó chạy được hay thì chơi. Nè, bể nè. Tàu cái nữa nha. Đẹp quá. Còn Trù An Hải Carré 93197TS. Xài xa nha quý vị. Cabin 2,5 tầng. Trù An Hải này hơi thấp. Dài 24-25m. Xa này là ben thủy lực nha. Cái neo của mấy ảnh đó. Tàu cái này bề ngang cũng 6m mấy nè. B
mới sơn lại đẹp quá. Carré 94161TS. Rồi gắn máy lạnh luôn, cabin 3 tầng nha. Sàn khô 4 chân mà xài lô bả. Dài 24-25m. Hai chiếc tàu đực nữa nha. Hai chiếc này là tàu đực không nha quý vị. Wow. Chiếc này tàu cái. Đòn ghe này mình biết nha. Xài đồ dữ luôn nữa. Đi lại yên đá. Quá đẹp. Cái sàn khô của ảnh là lắp keo luôn đó nha. Ngang 6m mấy. Xuất hiện tàu cái nữa nha. Em này tàu cái nữa. Quá đẹp rồi, em này quá đẹp rồi. 6m mấy nè, mẫu đời mới nè. Carré 93480TS. Rồi xài xa bên thủy lực nha. Cabin 2 tầng. Ngang 5m mấy nè. Luôn. Tàu cái bên đây qua mặt luôn nha. Đang so kè với nhau. Quốc rồi đó. Chơi. Carré 94868TS. Bên 2 tầng rưỡi. Ồ, sàn khô này xài 2 chân giữa. Ống kẽm lắp keo nha. Rồi 2 chân kia kê vô cẩu. Máy Cummins K38 nha quý vị. Wow. Dáng đẹp. Cái này đẹp quá. Gần. Dài nha. Em là dài 28-29m á. Dài lắm. Tàu đực nha, 5m mấy ngang nha. Cẩu cao, đẹp. Thông thầu nào đóng chiếc này thì cũng đẹp, quá đẹp nè. Đây. Phải lan can làm ở trên cabin nữa là ngon đấy ha. Mấy ngầu nữa. Tàu cái nữa nha. Wow. Em này nếu mà cẩu cao chút xíu nữa thôi là khỏi chê luôn. Dáng đẹp. Phía sau là tàu đực nha. Carré 95218TS. Mẫu này cũng đời mới luôn. Không có sàn khô. Xài lô bả. Dài 22m đổ lại nha. Carré 93272TS. Hai mắng neo. Kéo đi anh ơi. Cabin 3 tầng. Quốc
So dây kình quấn vô lô, quấn vô xa nha. Đồ đực này 5 mét mấy rồi nghe nha. Carry 90901TS 9 nút luôn. Xa này là ben thủy lực, cabin 2 tầng rưỡi, ống làm sàn khô. Tiếng máy Mitsubishi S6R nha. Mitsubishi S6R. Nghe ghiếc là quen luôn à. Chiếc này tàu đực nha. Ở sau là tàu tải. Tàu tải thu mua. Ở sau nữa là tàu cái nha. Quá đã rồi. Đang ra. Máy móc bây giờ mới chỉnh xong đó. Tàu đực. Carry 93273TS. Xa ben thủy lực nha. Không có sàn khô, cabin 2 tầng, 5 mét mấy ngang. Dài 22 mét đổ lại nha. Nhầm chiếc nó làm cabin dài, nhầm chiếc nó làm cabin ngắn nha quý vị. Mà đón là đón cho tượng trưng vui thôi nha. Tàu tải này là của Minh Trí. Quất đi. Bữa nay ra giữa sông quay cảm thấy nó vui hơn, hay hơn. Tàu tải này cũng cỡ 6m61 nè, bề ngang á. Qua mặt luôn rồi, qua mặt luôn rồi, tàu được qua mặt rồi.